Dịp Trung thu này đến Huế, du khách đắm chìm trong không gian của Hội đèn lồng Huế và Trung thu Hoàng cung Cố đô Huế. Hàng ngàn đèn lồng rực rỡ, lung linh sắc màu trong không gian cổ kính, đưa người dân và du khách trải nghiệm không khí lễ hội Trung thu mang đậm nét văn hóa truyền thống Hoàng cung xưa. Trong không gian cổ kính Phủ Nội vụ, Đại Nội, Kinh thành Huế, người dân và du khách thích thú khi được chiêm ngưỡng nhiều loại đèn lồng lung linh rực rỡ sắc màu. Những không gian trưng bày sắp xếp các mẫu đèn lồng truyền thống Huế, Việt Nam, Trung Quốc tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách. Em thấy ở đây trưng bày rất là nhiều đèn lồng đẹp, em thấy rất là thích và đẹp ạ. Giúp em hiểu hơn về Trung thu truyền thống của Việt Nam và Trung thu của cung đình Huế ngày xưa. Thật là tuyệt vời, được đón Trung thu trong khu Kinh thành như thế này, cho chúng tôi thêm trải nghiệm về nét văn hóa truyền thống độc đáo của Việt Nam. Không gian trưng bày ký ức Trung thu cổ truyền Việt Nam với những mâm cỗ Trung thu truyền thống, những chiếc đèn lồng hình con thú cùng hàng trăm con tò he, con giống bột ngộ nghĩnh, mang đến cho người dân và du khách những hoài niệm về tuổi thơ đã qua. Thì khi mà bước vào đây thì em và vợ cùng ngoài bé là cảm nhận là rất là thích thú về những trải nghiệm từ ngoài cổng vào đây. Cảm thấy có rất nhiều đèn lồng, rất đa dạng về kiểu cách và màu sắc, thì gợi lên cái cảm giác thích thú cho bé và làm cho chính bản thân của mình là gợi đến những cái ký ức từ hồi nhỏ ùa về. Đó là như kiểu hồi xưa là mình trẻ rồi mình đan những cái đèn lồng, mình lấy giấy mình dán lại rồi thắp nến vào trong rồi mình xách đèn đi chơi. Rồi đó là những cái cảm giác tuổi thơ của mình đã trở lại, cảm giác rất là thú vị. Trong khuôn viên Đại Nội Huế, người dân và du khách trải nghiệm chương trình Đêm rằm Hoàng cung. Du khách hòa mình với không khí Trung thu Hoàng cung xưa cùng nhiều trò chơi cung đình hấp dẫn như đầu hồ, bài vũ, xăm hường kết hợp với viết thư pháp. Ngoài ra, chương trình hòa tấu nhạc cụ dân tộc, không gian ẩm thực Huế cũng mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho người dân du khách. Thì những cái hoạt động của cái Trung thu năm nay ấy, thì nó cũng sẽ là cái tạo cái tiền đề. Thì sắp tới là chúng ta sẽ tổ chức nhiều cái hoạt động trải nghiệm và tăng cái trải nghiệm cho du khách ở trong Hoàng cung Huế, mà đặc biệt là những cái trải nghiệm về ban đêm để mình góp phần cho cái việc mà ngoài cái việc mà quảng bá văn hóa thì mình cũng đóng góp vào cái sự phát triển kinh tế xã hội, phát triển du lịch, và đặc biệt là trong cái những cái khoảng thời gian mà về ban đêm đấy, mà nó nằm trong cái chương trình mà phát triển kinh tế đêm nói chung của cả đất nước cũng như là của tỉnh Thừa Thiên Huế. Hội đèn lồng Huế năm 2023 Đêm rằm Hoàng cung mở cửa phục vụ miễn phí du khách đến tối 30 tháng 9 nhằm 16 tháng 8 âm lịch. Đây là sự kiện trong chuỗi hoạt động lễ hội mùa thu Festival Huế 2023.